Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua, một trận dông lốc mạnh kèm theo mưa đá đã xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trận dông lốc xảy ra vào khoảng 18 giờ và kéo dài trong gần 20 phút. Gió lớn kèm theo mưa nặng hạt và mưa đá khiến nhiều người đi đường phải tìm nơi để tránh trú. Lượng mưa đá rơi xuống khá dày, nhiều viên đá to bằng ngón tay rơi xuống khiến nhiều hoa màu của người dân bị hư hại. Một số tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ như là Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái bị ngập cục bộ khiến giao thông đi lại khó khăn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đang phối hợp với cơ quan chức năng xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại, đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục sự cố. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, đã xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông di chuyển về phía tây huyện Điện Biên. Cảnh báo trong nhiều giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tổ Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Độ mặn ghi nhận được tại các nhánh sông Mekong như Cổ Chiên, Hàm Luông, sông Tiền đều đang tăng nhanh. Cơ quan chức năng đồng loạt ra thông báo kêu gọi người dân phải đề cao cảnh giác, đồng thời đóng cống ngăn nước mặn khẩn cấp. Vĩnh Long đã ghi nhận độ mặn 4,4 phần nghìn tại cống Nàng Âm, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Tương tự, độ mặn đo được tại các trạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng có xu hướng tăng. Độ mặn ở các sông ở Bến Tre cũng đã tăng mạnh hơn so với dự báo. Theo đó, độ mặn 4 phần nghìn trên sông Cửa Đại đã lấn sâu vào đến xã Long Định, huyện Bình Đại, cách cửa sông 36 km. Còn độ mặn 1 phần nghìn đã xâm nhập sâu vào huyện Châu Thành, cách cửa sông 44 km. Tương tự, độ mặn 1 phần nghìn trên sông Hàm Luông đã lấn sâu vào trong đất liền khoảng 51 km tính từ cửa sông. Độ mặn 1 phần nghìn cũng lấn sâu vào hơn 52 km trên sông Cổ Chiên. Khuyến cáo người dân cần cảnh giác theo dõi diễn biến độ mặn của nước trước khi tưới cho cây trồng. Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mặn có xu hướng tăng dần từ đầu tháng 12 và các tháng đầu mùa khô. Từ tháng 1 năm 2023, dòng chảy phụ thuộc rất lớn vào thủy điện đầu nguồn, cần đề phòng mặn xâm nhập bất thường. Thưa quý vị, đại diện Bộ Tài chính cho biết vừa có công văn gửi Bộ Công Thương về một số đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, quan điểm của Bộ Tài chính là sửa đổi Nghị định số 95 năm 2021 để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương, cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính chỉ thực hiện việc thanh kiểm tra theo đúng quy định. Bộ Tài chính cho rằng việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá cho Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở. Ngoài ra, trong đề xuất, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương rà soát, đánh giá, giảm bớt số lượng khâu trung gian phân phối xăng dầu, nghiên cứu quy định mức thù lao tối thiểu đại lý bán lẻ xăng để đảm bảo hoạt động cho các đơn vị bán lẻ ổn định nguồn cung trong kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng kho có hàng mà không bán cho người dân vì cửa hàng lỗ. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thành phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ là Tập đoàn EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, kiểm toán báo cáo theo đúng quy định trình lên Bộ. Trên cơ sở quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Bước tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Đây cũng là căn cứ để Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, phát biểu tại họp báo thường kỳ vào tháng 1 năm 2023 của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, khoản lỗ của EVN năm 2022 là khoảng 31.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN và đang xem xét mức tăng trên dưới 10%. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan để rà soát, đề xuất các giải pháp ngoài phương án điều chỉnh giá điện. Do nhu cầu thanh khoản tăng cao khiến Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm dòng tiền đồng trong tuần đầu tiên sau Tết. Trong năm phiên từ ngày 27 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2, nhà điều hành đã thực hiện giao dịch mua giấy tờ có giá từ các thành viên thị trường
với tổng giá trị hơn 78.400 tỷ đồng và không thực hiện bất kỳ giao dịch bán tín phiếu để hút tiền nào. Nếu trừ đi lượng tiền đã bị hút về trong phiên ngày 3 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước vẫn bơm dòng gần 65.820 tỷ đồng ra thị trường tuần này. Đáng chú ý, đây chỉ là số liệu tính trên các giao dịch mua bán tín phiếu phát sinh mới của nhà điều hành trong tuần. Trên thực tế, số tiền đồng chảy ra thị trường tuần này còn lớn hơn khi các giao dịch bán kỳ hạn trước đó của Ngân hàng Nhà nước đáo hạn, qua đó đẩy dòng tiền từng hút về trước đó ra thị trường. Thực tế, trong khoảng 2 năm qua, việc Ngân hàng Nhà nước bơm dòng khối lượng tiền đồng ra nền kinh tế một tuần liên tiếp không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà điều hành thực hiện với khối lượng lớn như vậy ngay trong tuần giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ đưa tin khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận của Mỹ đã bị máy bay chiến đấu nước này bắn hạ ngoài khơi Nam Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương. Trước đó, một số quan chức quân sự Washington đã khuyến cáo không nên bắn hạ khinh khí cầu này trong lãnh thổ đất liền của Mỹ do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây hại cho người dân khi rơi xuống đất. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó tuyên bố với báo giới rằng sẽ xử lý thỏa đáng khí cầu này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sự xuất hiện ngoài ý muốn của một khinh khí cầu dân sự của nước này trong không phận Mỹ là do bất khả kháng. Tuyên bố này khẳng định đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng và do ảnh hưởng của gió Tây ôn đới và khả năng tự điều khiển hạn chế, nó đã đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến. Thưa quý vị, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez Osama Rabi đã bác bỏ tin đồn lan truyền về việc Ai Cập sẽ bán kênh đào Suez cho một công ty nước ngoài theo một thỏa thuận nhượng quyền có thời hạn 99 năm. Theo ông Rabi, những tin đồn này hoàn toàn là sai sự thật, đồng thời khẳng định chủ quyền của Ai Cập về tất cả các mặt chính trị và kinh tế đối với kênh đào Suez thông qua việc quản lý, vận hành và duy trì cơ sở hàng hải của tuyến đường thủy quan trọng này. Cơ quan quản lý kênh đào Suez cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội bằng cách công bố tất cả các hợp đồng của mình dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ, đồng thời công khai các điều khoản của những thỏa thuận đó. Kênh đào Suez là tuyến đường thủy quan trọng, nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập. Trong tháng 1 năm 2023, kênh đào Suez đã đạt doanh thu hàng tháng cao nhất trong lịch sử là 802 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã lắp đặt 13 máy lọc không khí PM2.5 xung quanh thủ đô Bangkok để giảm ô nhiễm bụi mịn trong không khí xuống mức an toàn. Mỗi máy có thể lọc được 5 mét khối không khí mỗi giây. Trong các kết quả thực hiện, phòng thí nghiệm cho thấy mỗi máy có thể hạ mức PM2.5 trong 114 mét khối khí xuống dưới mức an toàn là 50 microgram trên mét khối trong vòng 30 phút. Hải quân Hoàng gia Thái Lan lưu ý thêm rằng các cỗ máy này cũng có thể lọc hầu hết vi trùng, vi khuẩn và virus, bao gồm cả virus SARS-CoV-2 cũng như là hydrocarbon thơm ở các khu vực lân cận trong vòng 30 phút. Các thiết bị này đã được cơ quan y tế và khoa học hải quân kiểm tra về độ an toàn.